Sáng nay, Ủy ban Nhân dân phường An Khê, quận Thanh Khê phối hợp Trung tâm ứng cứu sự cố hóa học, sinh học, hạt nhân miền Trung, binh chủng hóa học Bộ Quốc phòng tổ chức phun khử khuẩn tại các khu vực có ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn quận. Trung tâm ứng cứu sự cố hóa học, sinh học, hạt nhân miền Trung đã điều 7 xe đặc chủng cùng 35 cán bộ chiến sĩ để thực hiện nhiệm vụ phun khử khuẩn tại các khu vực có liên quan đến các ca nhiễm COVID-19, đường Nguyễn Phúc Nguyên, chợ Thuận An, đường Nguyễn Đình Tựu, đường Huỳnh Ngọc Huệ, một đoạn đường Trường Chinh. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ phun khử khuẩn, toàn bộ chiến sĩ và các phương tiện sẽ đi qua hệ thống phun khử khuẩn tự động để đảm bảo an toàn phòng dịch.